Bão số 1 đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn. Trong sáng nay, vùng áp thấp liên tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, suy yếu và giảm dần. Tuy nhiên, hoàn lưu của bão sẽ vẫn tiếp tục gây mưa cho nhiều khu vực ở Bắc Bộ. Các khu vực ở vùng núi sẽ có mưa to từ 75 cho đến 150 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm. Cũng mưa như ở thủ đô Hà Nội và vùng đồng bằng, mưa nhỏ hơn, trời mát mẻ. Mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão bao giờ cũng tiềm ẩn nguy cơ lũ, lũ quét và sạt lở đất. Dự báo từ đêm qua cho đến ngày mai trên các sông suối ở Bắc Bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ từ 2 đến 3 mét ở thượng lưu và từ 1 đến 2 mét ở hạ lưu. Quý vị hết sức lưu ý để đảm bảo an toàn. Tình hình mưa lớn ở Bắc Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ, gió mạnh, sóng lớn ở các vùng biển phía Nam còn phức tạp. Từ tối qua đến sáng nay, khu vực Đông Bắc, Việt Bắc có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm. Khu vực Tây Bắc có mưa với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 150 mm. Vùng đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 70 mm. Dự báo từ chiều tối nay đến ngày 21 tháng 7, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông. Cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 70 mm. Cục bộ có nơi trên 100 mm. Như vậy là vùng áp thấp sẽ tiếp tục gây ra mưa tại một số khu vực. Các sông suối nhỏ khu vực các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Quảng Ninh có khả năng sẽ xuất hiện lũ cục bộ. Nguy cơ cao, lũ quét, sạt lở đất xảy ra tại các tỉnh ở vùng núi Trung Du phía Bắc, đặc biệt là các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang, Lào Cai, Thái Nguyên và Thanh Hóa. Để giảm thiểu thiệt hại do lũ quét gây ra, đối với các vùng có nguy cơ lũ quét cao, các chuyên gia khí tượng khuyến cáo chính quyền và các cơ quan chức năng cần có những phương án cụ thể để phòng tránh, có phương án sơ tán người lên các vùng cao và những địa điểm an toàn, nhất là đối với người già và trẻ em. Người dân cần nắm chắc và sử dụng thành thạo bản đồ nguy cơ ngập lụt, làm chủ các phương án sơ tán và chủ động trong phòng tránh, cảnh giác trước các dấu hiệu xuất hiện lũ quét như mưa lớn nhiều ngày ở vùng thượng lưu, nước sông hoặc suối chuyển màu đục, có tiếng động bất thường của đất đá hoặc âm thanh lạ trong lòng đất. Khi thấy các dấu hiệu trên, người dân cần nhanh chóng di chuyển khỏi khu vực có thể xảy ra lũ quét để đến nơi có vị trí cao hơn.